Hello, xin chào tất cả các bạn và các em. Chúng ta đã quay trở lại phần lý thuyết chuyên đề Carbograph đề số 03. Và như các em biết thì cái phần lý thuyết Carbograph là một phần rất quan trọng và là một phần cứu điểm của các em. Chính vì vậy nên chuỗi này của thầy được do thầy tạo nên để mong muốn là giúp cho các em sẽ không bị sai bất kỳ một câu Carbohydrate đáng tiếc nào. Và cũng nhân tiện trong cái buổi này thì thầy cũng có một cái tiết lộ nhỏ nhỏ cho các em là hiện tại bây giờ khóa S1 của thầy đang được giảm giá cực kỳ sâu, từ 1 triệu xuống chỉ còn 500.000. Bạn nào mà muốn đăng ký với một giá hời như vậy thì hoàn toàn có thể inbox cho fanpage để nhận được tư vấn ngay lập tức về khóa S1 nhá. Mình bắt đầu vào này. Câu số 1. Công thức phân tử của glucose eo dễ quá nhỉ. C6H12O6C. C6H12O6. Câu 2, chất nào sau đây thuộc loại polysaccharide? Chất nào sau đây thuộc loại polysaccharide thì polysaccharide của chúng ta anh nào? Cellulose, đúng không? C. Câu 3, chất nào sau đây có tới 40% trong mật ong? Chúng lưu ý nhá, mật ong của chúng ta có 30% là glucose, 40% là fructose. Vậy đáp án đúng chúng ta phải là đáp án D. Câu số 4, sắc là một loại đường có nhiều trong cây mía hoa thốt nốt, thì công thức phân tử của sắc là C12H22O11. Đề bài của chúng ta là số nguyên tử hydro trong phân tử sắc, thì hydro trong sắc mình sẽ có là 22 nguyên tử hydro. Đáp án đúng là đáp án D. Câu số 5, chất nào sau đây có nhiều trong các loại quả xanh và hạt ngũ cốc? Thì quả xanh và hạt ngũ cốc thì nó sẽ có nhiều tinh bột, thì vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Câu số 6, carbohydrate nào sau đây được dùng làm nguyên liệu sản xuất tơ visco? Các em lưu ý nhá, tơ visco được sản xuất bằng cách là cho cellulose và dung dịch CS2. Vậy thì cái carbohydrate được dùng làm nguyên liệu sản xuất tơ visco đó là cellulose. Dễ. Câu 7, chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc? Thì tráng bạc là có nhóm chó CSO, vậy nó không thể là sen, không thể là tinh bột, không thể là xác. Đáp án đúng là đáp án A. Câu số 8, chất nào sau đây có phản ứng màu với iốt? Thì iốt thì nó đặc trưng chỉ có ánh nào thôi, ánh nào có màu với nó, tinh bột thôi. Tinh bột với iốt thì tạo thành màu xanh tím, đúng không? À. Câu 9, một dung dịch có tính chất sau, tác dụng với AgNO3 trong NH3 và CO2 lần đi đun nóng, vậy là tráng được bạc, có hoạt đa kể, hòa tan được. A, à, có nhóm chó thì không thể là xác, không thể là sen. Hòa tan được CO2 lần tạo dung dịch màu xanh lam, thì có hoạt đa kể. Bị thủy phân thì không thể là glu được, glu là monosaccharide không bị thủy phân. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C, maltose. Câu 10 ạ. Phản ứng nào sau đây không thể hiện tính khử của glucose? Không thể hiện tính khử. Vậy là glu này là tác dụng với lại bọn oxy hóa thì thể hiện tính khử. Vậy tác dụng bọn khử thì không thể hiện tính oxy hóa. Đây tác dụng brom là tính oxy hóa này. Brom thể hiện tính oxy hóa mạnh, vậy glu thể hiện tính khử. Tráng gương là bạc cộng thể hiện tính oxy hóa mạnh thì glu thể hiện tính khử. CO2 lần thì đây cũng là tính khử. Vậy cộng hydro này, hydro thể hiện tính khử thì glucose thể hiện tính oxy hóa. Ví dụ nhá. C6H12O6 này cộng H2 này tạo thành C6H14O6. Thì có đúng đây là hydro không lên hydro dương 1 không? Thì anh này thể hiện tính khử không? Thì anh này thể hiện tính oxy hóa không? Vậy không thể hiện tính khử glucose là thể hiện tính oxy hóa gì nữa? Và đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu số 11, khi thủy phân hợp chất hữu cơ X, X không phản ứng tráng bạc, trong môi trường axit và trung hòa axit thì thu được dung dịch có phản ứng tráng bạc. À, đầu tiên X không tráng bạc phải không thể là anhydride acetic được. Có phản ứng thủy phân thì không thể anconetic, không thể glycerol được. Vậy nó chỉ có thể là xác. Xác thì không tráng bạc, nhưng thủy phân trong môi trường axit thì xác nó thu được glu và fructose, thì cả glu và fructose đều tráng bạc. C. Câu 12. Để chứng minh trong phân tử glucose có nhiều nhóm hydroxin, người ta cho dung dịch glucose phản ứng với anh nào? Ôi dễ quá nhỉ. Để chứng minh cho glucose phản ứng có nhiều nhóm hydroxin thì người ta cho glucose phản ứng với CO2 lần trong NaOH đun nóng, hay là nhờ NaOH thường, trong NaOH thường nhá. Bởi vì đây mới chính là cái phản ứng để chứng minh là OH đa kể. B bỏ. Câu 13, dãy gồm các chất đều không tham gia phản ứng tráng bạc. Không tham gia phản ứng tráng bạc thì là không có chó. Fructose là tráng bạc nhá.
Nó không có chó nhưng mà trong môi trường kiềm nó lại chuyển thành glucose. Anhydride formic là trắng bạc, anhydride acetic là trắng bạc. Vậy trong này chỉ có saccharose, tinh bột và cellulose là không tham gia phản ứng trắng bạc thôi. À, 14 ạ. Sen thì không có tính chất vật lý nào sau đây. Chất rắn dạng sợi, đúng, màu trắng, đúng, không mùi không vị, đúng. Dễ tan trong nước là không. Sen làm sao dễ tan trong nước được? Sai là gì? Câu 15 ạ. Chọn mệnh đề đúng khi nói về carbohydrate. Glucose không làm mất màu nước brom. Sai. Nó là mất màu. Mỗi mắt xích của sen có 5 nhóm hóa tự do. Sai. 3 nhóm. Trong tinh bột thì amylose thường chiếm hàm lượng cao hơn amylopectin. Sai. Amylopectin cao hơn. Xác có thể thu từ cây mía, củ cải, đường hoặc hoa thốt nốt. Đúng. D. Câu 16. Phương án nào dưới đây có thể phân biệt được xác, tinh bột và cellulose ở dạng 1? Xác, tinh bột, sen ở dạng 1. Đầu tiên phải có nước. Thì xác tan trong nước, tinh bột và sen không tan. Thì nhận biết được xác. Thế còn lại tinh bột và sen thì mình đun nóng nhẹ thì nó thành hồ tinh bột. Thì hồ tinh bột thử với iốt là sẽ nhận biết ra. Thì còn hàng còn lại là sen. Nên đáp án đúng là đáp án C. Câu 17. Cho các chất, những chất bị thủy phân là glu không bị thủy phân, vứt. Xác bị thủy phân này, tinh bột bị thủy phân này. Glycerin là chất béo bị thủy phân này. Cellulose bị thủy phân này. Đúng không? Thực ra chỗ này là sai nhỉ. Glycerol ý. Đúng không? Glycerol thì không bị thủy phân. Đây ghi nhầm thành glycerin. Vậy là có Y, Z, H. Y, Z, H. Vậy đáp án đúng là đáp án A. Câu 18. Tiến hành thí nghiệm phản ứng trắng gương của glucose với các bước sau đây. Cho 1 ml dung dịch AgNO3 1% ống nghiệm sạch. Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào ống nghiệm, lắc đều nên khu hiện tượng không đổi. Thêm 1 ml dung dịch glucose vào ống nghiệm, lắc đều đúng cách thủy. Bước 4. Thấy thành sáng ống nghiệm sáng bóng trưng gương, phản ứng trắng gương mà. Đúng không? Đúng. Ở bước 2, ta quan sát được hiện tượng xuất hiện kết tủa rồi lại tan hết thành dung dịch trong suốt, chính xác. NH3 vào bạc cộng thì tạo thành kết tủa màu đen Ag2O, sau đó kết tủa màu đen Ag2O lại tác dụng với NH3 dư để tạo thành dung dịch trong suốt, chính xác. Có thể thay glu bằng xác thì hiện tượng không đổi, sai, xác không trắng gương. Thì làm sao mà có hiện tượng là thành ống nghiệm sáng bóng như trưng gương được? Sản phẩm hữu cơ thu được trong dịch sau bước 4 có công thức phân tử là C6H15NO7. Bước 4 thu được amoni gluconat. Đây vẽ này. Là biết ngay. OH 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 oxy được rồi. 1 nitơ được, 6 carbon được, giờ đấy miro. H2 này. H 3 này. Cộng 2 là 5. Cộng 2 là 7. Cộng 2 nữa là 9. Cộng 2 nữa 11. 11 cộng 4 15, đúng. Ở bước 4 xảy ra phản ứng oxy hóa khử. Trong đó glucose là chất khử, đúng rồi. Vì bạc cộng về bạc không thì bạc cộng hiện tính oxy hóa. Thì glucose là chất khử, chính xác. Mình vừa mới ghi bên trên. Còn glucose chất bị khử là sai. Vậy mình sẽ có số phát biểu đúng là A, B, D, E, tổng cộng 4 phát biểu đúng. B bỏ. Câu 19. Số phát biểu đúng là hydro hóa hoàn toàn glucose cũng như fructose thì thu được sorbitol nhưng phải acid gluconic, sai. Glucose, fructose là nhóm carbohydrate đơn giản nhất, không thủy phân được, chính xác. Thủy phân đến cùng cellulose trong môi trường acid thì tạo ra nhiều phân tử monosaccharide, chính xác. Trong phân tử saccharose, gốc alpha glucose và beta. Phân tử sac thì phải là glu và fruct chứ không phải là glu và glu. Sai. Tinh bột là chất rắn vô định hình màu trắng ở điều kiện thường không tan trong nước, đúng. Phân tử amylose và amylopectin có cấu trúc mạch phân nhánh là sai. Amylose là không phân nhánh. 2, 3, 5. 3 nhận điều đúng. Dẹ.
Câu 20, câu cuối cùng của cái buổi ngày hôm nay. Cho phát biểu sau, phát biểu đúng là Glu, Fruk và Man đều khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Chính xác. Xác, man, tinh bột và sen. Xác, man, tinh bột và sen đều bị thủy phân khi có axit loãng làm xúc tác. Chính xác. Tinh bột và sen thì đều tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. Sai. Tinh bột mới dùng quang hợp thôi chứ còn sen thì không. Glu và Fruk, Glu này, Fruk và Man đều có khả năng hòa tan CO2 lần tạo thành dịch màu xanh. Chính xác. Mình có 1, 2, 4 nhá, số phát biểu đúng là 1, 2 và 4. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bỏ 1, 2, 4. Ok. Và cái buổi mà chữa cái phần 20 câu lý thuyết dễ hay sai của chúng ta tới đây là kết thúc. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi buổi học của thầy. Rất là mong muốn là tất cả các bạn và các em có thể giúp thầy chia sẻ lại buổi học này và tác giúp thầy tất cả các bạn của các em ở đây nhiều hơn nữa. Cảm ơn các em rất rất nhiều.